Còn lại rồi, ok. Rồi chào mọi người. Xin chào, thánh chào mọi người. Dạ thánh chào mọi người. Ở trên đó là anh Cầm, anh Peter, Lâm Phương Châu và anh Nguyễn Mạnh Quang. Chúng tôi nôn nóng. Chúng tôi nôn nóng gặp nhau tại đây và kính chào quý vị khán thính giả. Vì chúng tôi nôn nóng là vì hôm nay là cái ngày rất là đặc biệt, 15 tháng 8. Hay là 30 tháng 4 nhỉ? 15 tháng 8 2021 làm cho chúng tôi cứ nhớ cái ngày 30 tháng 4. Và chúng tôi đọc tin và rất là nóng lòng là vì Taliban đã tràn tới Kabul, tới đi tới Kabul rồi và hiện tình trạng rất là náo loạn. Tôi để dành cái mục tóm tắt lại cho anh Peter, xin tóm tắt cái sự rối loạn ngày hôm nay ở Afghanistan. Dạ kính chào anh Peter. Dạ chào quý vị, chào các bạn. Từ San Diego mình tóm tắt chút đỉnh. Mình cũng mới coi TV được từ mình lúc thì nhìn lúc thì coi được khoảng chừng nửa tiếng. Mình có thể thấy thế này nè. Chị Châu nói đến ngày 15 tháng 8 ấy, trùng hợp với ngày 30 tháng 4 mà quả thật là như vậy. 15 nhân đôi á nó thành 30. 8 chia làm 2 thành 4. Ông này dí dỏm thiệt. Thì mình nhìn những đoàn trực thăng ấy, họ thoát thân ra từ trong toàn tòa đại sứ Hoa Kỳ. Cái tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Afghanistan là một cái khu khổng lồ, ba cái building mười mấy tầng dài thế này. Thì khi mà mình nhìn thấy như vậy thì mình biết là cái tòa hồi đó là khi mà người ta xây cái tòa đại sứ Hoa Kỳ đó, thì người ta nói đó là cái tòa đại sứ Hoa Kỳ to nhất thế giới. Hồi đó họ nói vậy mình cũng biết. Hôm nay mình nhìn xa xa mình nhìn thấy thì thấy như vậy. Tức là hòn ngọc to nhất thế giới đó hả? Đó. Hòn ngọc Trung Đông. Toàn đại sứ Hoa Kỳ. Thì mình quay được một tí ấy, thì một lúc sau thì là mình thấy một đám khói đen nó lên. Thì đấy cái đám khói đó là cái đám khói ngày xưa mà toàn đại sứ Việt Nam ở đường đấy đó, họ đốt lên thì nó cũng như vậy. Tức là những cái điều gì mà toàn đại sứ Hoa Kỳ họ làm bây giờ thì y chang như là những cái điều, những cái procedure, những cái thủ tục mà tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam năm 1975 ngày 30 tháng 4 họ đi qua cùng một cái chu trình như vậy đó. Có cái gì là đốt hết. Đến bây giờ thì nó xảy ra ngay trước mặt mình. Tôi nghĩ chúng mình ấy, là những người rất là may mắn được nhìn thấy một cái vở kịch, một phiên bản được lập lại một lần mà rất là giống nhau ở hai thời điểm 46 năm cách xa trên dòng thời gian. Và cái không gian thì một bên một là nằm ở trong một quốc gia landlocked, tức là không có đường biển. Còn một cái nữa thì nó xảy ra ở Việt Nam, ở trên Sài Gòn. Thì khi mà mình nhìn thấy cái đoạn như vậy đó thì tôi nghĩ là tôi rất mừng cho cái người dân Afghanistan. Họ sáng suốt ra. Khi họ thấy người Mỹ rút là họ nhào ngay chứ họ không có cùi nhảy cùi nhựa đâu, thưa quý vị và thưa các bạn. Đấy là mình có thể tóm tắt như vậy. Bây giờ anh sau cái phần tin tức rồi thì hiện tại đó cách đây 13 phút đó, okay. Thì cái tin tức cách đây 13 phút đó thì Taliban nó tuyên bố rằng nó sẽ tuyên bố cái gì đen quốc gia hồi giáo đấy, mình có chụp cái hình mình có chụp Afghanistan hình. Emirates là gì đấy Emirates hồi giáo ở Afghanistan sau khi tổng thống Ghani đã trốn, đã bỏ trốn. Đúng thì cái đây là cái tin mới nhất và chúng tôi tất cả chúng tôi đều hồi tưởng lại cái ngày 30 tháng 4. Và cái chúng tôi sẽ có hai cái mục hôm nay là cái mục đầu tiên đó là chúng tôi sẽ thay phiên nhau hoặc là xen kẽ nhau so sánh tất cả những gì mà chúng tôi có thể biết được và nhớ được để so sánh cái ngày 30 tháng 4 mà chúng tôi biết được với cái cuộc rút tháo chạy của đồng minh Hoa Kỳ khi đồng minh tháo chạy của Hoa Kỳ đối với Afghanistan. Xin mời giáo sư Nguyễn Mạnh Quang sẽ cho biết một vài cái so sánh, một vài cái
cái con số để chúng ta có thể hình dung được cái thứ nhất là cuộc chiến bao nhiêu và nó tổn thất như thế nào về phía nhân mạng, về phía tiền bạc, vân vân. Thì cái gì mình có thể nắm được thì xin mời ông. Thưa quý vị khán thính giả, rất là hân hạnh được nói chuyện với quý khán thính giả ngày hôm nay. Nói về cái thời gian mà can thiệp vào nội tình Việt Nam vào năm 1954 là Đảng Cộng Hòa, tổng thống của Đảng Cộng Hòa là tổng thống Eisenhower. Can thiệp vào cái tình hình của Afghanistan là tổng thống Cộng Hòa của ông Bushcon. Hai người cùng theo chính sách đó. Là cùng hai ông Cộng Hòa hết là can thiệp vào cái chiến tranh. Cái thời gian mà can thiệp vào Việt Nam từ tháng 7 năm 1954 cho đến tháng 4 năm 1975 là 21 năm ở Việt Nam. Thì thời gian ở đây cũng vào năm 1201 cho đến năm 2021 thì cũng gần chút xít bằng nhau. Thời gian bằng nhau. Về cái quân đội đóng Hoa Kỳ chú đóng ở tại Việt Nam đó, cái thời cao điểm nhất đó, và những cái năm 8, 6, 7, 9 trở ra thì cao nhất là vào khoảng hơn nửa triệu quân đội Mỹ, trong đó có cả 50-60 ngàn quân đội đồng minh của Mỹ, tức là Đại Hàn, Úc, Đại Lợi, Tân Tây Lan, không biết có Đài Loan hay không, Phi Luật Tân, Thái Lan. Thì ở đây thì cũng có quân đội Mỹ, nhưng mà quân đội Mỹ cũng chỉ có 25 ngàn và quân đội đồng minh là 2,5 ngàn, trong đó thì có quân đội Anh, họ nói là quân đội của NATO, thì quân đội Anh á là một số ở trong đó. Cái số chết của quân đội Mỹ tại Việt Nam trong 21 năm đó thì được khoảng hơn 58 ngàn, tôi không nhớ rõ quân số đích xác là bao nhiêu. 58 ngàn. Cái số quân đội Mỹ chết ở Afghanistan là 2,312 người, và cái số quân đội Anh chết là 450 người. Quá ít. Và cái số dân thường Afghanistan chết là khoảng từ 35 ngàn đến 40 ngàn. Còn cái số quân đội đồng minh mà của Mỹ chết tại Việt Nam á thì tôi không biết rõ là bao nhiêu, nhưng mà số bị thương cũng nhiều lắm, không nhớ rõ. Về cái số dân thường Việt Nam ấy, thì dân Việt Nam bị lãnh đạn cái nhiều nhất, là thứ nhất là cái bom từ hải kích, tức là các tàu thuyền của tàu chiến của Mỹ nó pháo vào. Từ không kích, tức là từ cái máy bay, có hai loại máy bay, loại máy bay thường và loại máy B-52. Và ngoài đó cái số bom á sử dụng trong cái chiến trình Việt Nam nó lên tới gần 4 lần tổng số bom đạn của các nước đồng minh tham dự thời đệ nhị thế chiến từ năm 1939 đến năm 1945, bằng gần 4 lần tổng số cái số bom đạn mà cả hai bên lâm chiến ở thời đệ nhị thế chiến sử dụng nhiều như vậy. Ngoài ra chính quyền Mỹ được ông Ngô Đình Diệm hồ hởi tán đồng vào cuối năm 1961 sử dụng tới 78 triệu lít chất độc da cam, nó là một thứ vũ khí hóa học rải xuống miền Nam Việt Nam, tiêu hao tất cả những tài nguyên của nước ở những cái vùng nào mà quân đội Sài Gòn, tức là ủy quyền Sài Gòn không kiểm soát được, mà đại đa số những cái vùng bị lâm nạn như vậy là đồng ruộng, đông quê và các vùng nông thôn, ngoại trừ những cái thành phố lớn và các giao thông nối liền các thành phố lớn tại miền Nam Việt Nam, còn tất cả đều bị hết, thành ra cái hậu quả ấy thật là ghê gớm. Khác nhau một chút giữa Mỹ can thiệp vào Việt Nam với lại Mỹ can thiệp vào Afghanistan. Mỹ can thiệp vào Việt Nam thì chúng ta thấy có Mỹ và Giáo hội La Mã. Trong Giáo hội La Mã có tới vào thời điểm 1954 nó có khoảng 2 triệu giáo dân toàn thổ quốc. Rồi cho đến lúc mà năm 75 thì có lẽ con số đó nó lên tới 5-6 triệu. Thì những cái con đó là loại nội thù nòng cốt để bảo vệ cái chế độ, hai cái chế độ ngụy quyền, các chế độ ngụy quyền của Sài Gòn. Còn Afghanistan thì không có cái vấn đề Vatican. Đó. Thành ra nó không có cái gọi là giết người theo cái
chủ trương của Thiên Chúa giáo, thế là gặp ai khác tôn giáo là giết. Thì người Afghanistan thì nó chỉ là giết người nào là kẻ thù của nó, vì tất cả cái kẻ thù của nó mà đi với Mỹ cũng là Hồi giáo, kẻ thù mà người của nó cũng là Hồi giáo. Còn trái lại kẻ thù của mình á là đại đa số là những người đã cộng tác với liên minh xâm lược Pháp Vatican trong thời thống trị Việt Nam từ năm 1859 cho đến năm 1945, rồi lại trong cái thời kỳ 1945 đến năm 1954, và sau đó lại tiếp tục đi với lại Mỹ trong cái liên minh xâm lược Mỹ Vatican năm 1954 đến năm 1975. Cái lực lượng nòng cốt bảo vệ các chế độ bảo hộ của thời Pháp thuộc năm 1859 đến 45 là hai lực lượng, một lực lượng là người Kitô giáo, lực lượng thứ hai là thành phần thông kiến phản động của triều đình nhà Nguyễn còn rất đại. Hai cái lực lượng đó là hai cái lực lượng nòng cốt chống lại tất cả mọi kháng chiến của dân tộc Việt Nam. Và hai cái lực lượng lại tiếp tục đi với liên minh xâm lược Pháp trong thời kỳ 1945 đến năm 1954, khi mà liên minh Pháp Vatican đem quân sang tái chiếm Việt Nam vào tháng 9 năm 1945. Và những người đó là ghê gớm lắm, phải nói là ngoài những cái quân đội mà được Pháp và Vatican võ trang, mặc áo và võ trang mở những cuộc hành quân chiến dịch tấn công vào nhân dân Việt Nam và quân đội chính phủ kháng chiến, còn có những cái xóm đạo làng đạo được giặc Pháp võ trang và những cái đó là những cái lính đạo xuất phát từ các xóm đạo mở những cuộc hành quân đánh phá những cái làng lương bên cạnh. Sách gọi là những tôi lấy cuốn sách này để cho các biết là nó đầy đủ. Ở đây mình xen kẽ đi anh Cầm. Dạ. Ông Trịnh Quốc Thiên ông có đăng cái tin này là ngay cái lúc sáng này bên mình 15 tây tháng 8 là cái ông tổng thống bỏ chạy. Đúng mà rồi. Không bên mình ông Thiệu ít nhất là ông còn chuyển lại cho ông gì ông Hương, ông Trần Văn Hương phải không? Rồi Trần Văn Hương là chuyển cho Dương Văn Minh, rồi còn phải điều đình với bên kia, rồi bàn giao. Bây giờ tôi không biết ở bên kia người ta bàn giao làm sao nữa, cái này là interruption chút. Để cũng xin giới thiệu là ngoài ra liên minh Pháp Vatican còn võ trang cho các làng đạo những cái đội quân tôi gọi là lính đạo, nhưng mà người ta cũng có thể gọi là lính thập ác, từ các làng đạo tiến quân vào các làng lương để mà đốt phá làng mạc, giết hại những đàn ông, hãm hiếp đàn bà và lấy được tất cả những gì họ có thể mang đi được, và tàn phá mồ màng của cái dân làng lương bên cạnh. Sách này có nói rất nhiều. Đây là cuốn sách mà quý vị có thể đọc thấy. Tên cuốn sách là Những hoạt động của bọn phản động đội lốt Thiên Chúa giáo trong thời kháng chiến 1945-54 của Hà. Cho anh Thuận nói gì kìa. Nguyễn Hoài. Anh bạn mình xin phép quý vị cho mình dừng đây một tí. Tại vì mình ở đây hôm nay mình nói về cái việc mà nó xảy ra ngày 15 tháng 8 năm 2021. Lịch sử là một cái gì đó mình để đó, lịch sử là cái gì nó xảy ra rồi. Bây giờ hôm nay mình nói chuyện như chị Châu vừa nói, chuyện nó xảy ra ngày 15 tháng 8 nó có liên kết gì với ngày 30 tháng 4 năm 1975, và cái chuyện gì nó sẽ xảy ra, mình cái sự tiên đoán của mình, cái sự suy nghĩ của mình về cái chuyện của người Afghan. Tại vì trong trên thế giới hiện tại bây giờ, tôi nghĩ là người nào hiểu được cái tình cảm của người Afghan bây giờ ở thủ đô Kabul, không có cái người nào hiểu được họ bằng những tâm tình của những người Việt Nam như của anh, của chị, của anh Cầm và của tôi. Tại vì chúng mình đã qua những cái tâm tình của cái ngày sáu động của cái ngày 30 tháng 4 năm 1975. Người Afghan bây giờ hiện tại họ cũng đang tâm tình của họ cũng đang trải qua một những sự xáo trộn nội tâm, từ nội tâm và trên phía ngoài rất là náo động. Như người Việt Nam tôi rất là phấn khích với lại những cái đề nghị của chị Châu là mình quay những cái chuyện sự kiện ngày hôm nay để mình tiên đoán những cái chuyện gì nó sẽ xảy tới trong vòng một năm tới, hai năm tới, ba năm tới ở trên đất Mỹ này. Tại vì những người Afghanistan đó
họ sẽ đến nước Mỹ bằng cách này hay cách khác. Họ sẽ đến trong nước Mỹ từ năm 2021 đến năm 2026 họ cũng tiếp tục đến. Đến năm 2031 họ cũng tiếp tục họ đến. Họ sẽ đến nước Mỹ như là những người Việt Nam chúng mình đã đến nước Mỹ. Nó không bằng đường biển. Khi từ Afghanistan đi đến Mỹ, họ chỉ có thể đi một đường duy nhất, hai đường duy nhất là đường hàng không và đường bộ. Người Việt Nam sau năm 1975 thì sẽ đi ra cả thế giới. Họ bước ra, họ gia nhập vào thế giới. Họ đi bằng đường gì? Họ đi bằng đường biển, họ đi bằng đường bộ, họ đi bằng đường hàng không. Người Afghan ấy, họ không có được cái may mắn như là cái người Việt Nam của mình. Họ chỉ có được đi bằng hai con đường thôi. Một đó, là họ đi bằng đường hàng không. Hai đó là họ chỉ có hai quốc gia họ có thể đi tới được nằm sát biên giới của họ. Một là Iran và hai là Pakistan. Họ đang ở trong những tình trạng rất là sôi động của cái tâm hồn của họ. Mình xin ngừng lại đây. Tôi nghĩ mình nên move forward. Theo tôi nghĩ không biết đúng sai, nhưng mà ngay đây, ngay thời điểm ngay bây giờ thì tất cả người dân của Afghanistan là Afghanistan đó, họ rất là vui. Theo tôi nghĩ họ rất là vui bởi vì không còn bom đạn nữa. Giống như Minh Trang, cái tâm sự và những người lính hai bên của ngày này năm xưa, cách đây 46 năm, những người lính hai bên cảm thấy không còn bắn giết nhau, còn cái chuyện mà tương lai như thế nào thì chưa đoán được. Nhưng theo tôi nghĩ là cái người dân của cái người dân của Afghanistan rất là vui mừng. Tại không hiểu là chuyện là ai chính nghĩa là không chính nghĩa, mình không biết gì đó. Đúng. Ngay bây giờ là không còn máu đổ đầu rơi, không còn kiểu cắt cổ nữa. Đúng. Bây giờ đại khái nữa, đó là không có sự thù hận nữa. Còn cái chuyện tương lai của cái Afghanistan này thì mình bỏ, mình không biết tương sao. Đúng. Bởi vì cái hậu, cái tức là cái phía sau cái cuộc chiến này thì những nước nào sẽ tái thiết lại Afghanistan và lại có một những nước tăng cường nữa. Yes. Một là Trung Quốc, hai là ông nội Mỹ lại chính là đầu nhào vô lại nữa, lại có một chuyện đó nữa, thế thôi. Rồi xin mời chị Châu. Tôi thấy sơ qua những cái hình ảnh mà mấy hôm rồi mình thấy được đó. Yeah. Thì tôi thấy nó không có bằng một tí ti nào so với Việt Nam mình cả. Từ cái chuyện như anh Quang hồi nãy có đưa ra mấy con số đó, Mỹ chết cũng rất ít, đồng minh của họ chết cũng rất ít so với cái số chết ở bên Việt Nam. Và cái sự hoảng loạn đó của họ đó, tôi thấy là chỉ có những người làm cho Mỹ, như là thông dịch viên và những cái người làm cho những cái cơ lĩnh quan tình đường báo lĩnh lương của Mỹ là lo sợ thôi. Đúng. Và anh thấy cái tình trạng mà dân mà hoảng loạn đó không có nhiều bằng của Việt Nam mình ngày xưa. Đúng. Và anh thấy những cái tình trạng mà quân đội Việt Nam Cộng hòa ngày xưa, mà anh thấy những chiếc xe căm nhông rồi nghe là rút quân rồi cởi quần cởi áo cởi giày ra đó, là anh thấy là bên Afghanistan tôi chưa thấy. Không có. Anh thấy không? Tôi nhìn thấy, thành ra tôi có liếc sơ mấy cái bài báo mà Mỹ nó bình luận đó. Yeah. Thì ông Joe Biden đó, ông ngoay ngoẩy, ông nói đừng có so sánh với Việt Nam, đừng có so sánh. Cái chuyện Afghanistan này không có giống Việt Nam đâu. Đừng có so sánh như vậy. Nhưng mà ông nói gì nói vì những cái tờ báo luôn là không thể nào mà ngăn cản được. Mấy tờ báo tờ nào nó cũng so sánh cái hình ảnh đó trên anh Peter Phượng gây ra cái hình trên nóc tòa đại sứ đó. Thì hôm nay tôi biết cái nhà mà có cái hình helicopter mà rồi có một cái hàng người hàng ấy đó. Cái đó lại không phải là cái nóc tòa đại sứ mà tôi tưởng nóc tòa đại sứ thật. Nó nói cái đó tòa đại sứ không cái máy bay mà nó nhỏ mà nó đậu thế này, đó là cái sân đáp máy bay sân thượng của cái ông chủ của cái ông giám đốc CIA giám đốc CIA ở Sài Gòn tránh xả xe thì ông ấy có đường thoát ra khỏi. Chứ còn cái tòa đại sứ là cái máy bay Chinook, máy bay to đó, họ đáp ở đó ra đó, đấy là cái máy bay là đó còn ở Afghanistan này là cái Chinook đó là nó đáp ngay ở trên cái sân thượng của tòa đại sứ của Afghanistan, của Mỹ, của Afghanistan. Đó là cái
cái sự hơi khác nhau tí xíu thôi. Nhưng mà còn một cái này nữa là tôi thấy mặc dầu cái sự tổn thất của họ so với Việt Nam không có là bao nhiêu, mặc dầu thời gian nó bằng nhau, thời gian nó bằng nhau, nhưng mà cái sự tổn thất của họ quá ít. Đúng. Cái đau thương, cái tang thương của họ quá ít so với Việt Nam. Tôi nói thật với anh, so với Việt Nam không có cái thấm thía gì hết. Nhưng mà cái tinh thần mà hoảng loạn của cái chính phủ mà theo Mỹ đó thì quá tệ. Mình đã nói chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa còn tệ như tới đó, mà cái mấy cái ông gì ông Gani gì đó, ông bỏ chạy chả có trấu tranh, không có không trấu một lời nào hết, bỏ chạy đi đi trốn qua cái nước gì Tajikistan gì đó, Tajikistan gì đó, không biết tôi mấy cái tên tăng tăng đó tôi quên rồi. Nhưng mà đó cái đông bắc của cái Afghanistan kế đó, thì tôi thấy là cái tinh thần của họ quá tệ. Mà tôi đọc thấy là một cái chuyên viên quân sự của Mỹ họ nghiên cứu rằng cái số tiền bạc, cái số viện trợ của Mỹ còn để lại cho Afghanistan đó, thì họ hy vọng rằng Afghanistan sẽ tự chiến đấu trong vòng một cầm cự trong vòng một tháng. Thì trong vòng một tháng đó thì họ sẽ chuẩn bị cái sự bàn giao với lại Taliban. Mà cái sự tiên đoán đó mới có 2-3 ngày à, tất cả hết. Thành ra anh thấy nó quá tệ đi, quá là tệ, không thể tưởng tượng được. Mà anh Quang sẽ giải thích tại sao nó tệ như thế đó. Ok, cái đó hay á. Okay. Tôi xin tiếp lời bà xã tôi để tôi nói về vấn đề là ở Việt Nam nó hoảng loạn. Là vì phải công nhận rằng cái số người mà được Mỹ trả lương với là cương quyết chiến đấu chống lại cái chính quyền nhân dân Việt Nam là gần 7 triệu người công giáo. Với lại cái số mà quân đội vừa dưới thì là nông kheo, các ông tướng nữa đây liên hệ với lại quân đội Pháp ngày xưa với quân đội em là nó tới 20 mấy năm rồi, 40 mấy năm rồi, tức là tính 30 năm rồi, thì cái số nó đông lắm. Cái số nó đánh đa số là ăn lương của Pháp Vatican và ăn lương của Mỹ Vatican. Thì những cái thành phần chỉ huy trong quân đội 1 triệu quân đố với là những cái thành phần của chính phủ ông Thiều để lại là những cái gia đình có quyền thế, những cái chính cái gia đình đó là hoảng loạn nhất, sợ nhất, bởi vì sợ bị trả thù. Còn người dân thì cũng là thuộc cái gia đình đó, cái số nó đông hơn cái dân Afghanistan hay là Vũ Hán. Còn cái dân ở Vũ Hán mà nó đi với người Mỹ là nó chỉ một thiểu số, mà lại là cũng là người Hồi giáo cả, chứ không phải là khác nhau. Thành ra người Hồi giáo sẽ đối xử với người Hồi giáo như thế nào thì mình không biết, nhưng mà cái người 7 triệu người Thiên Chúa giáo với là những người Việt Nam Cộng Hòa đã được bị nhồi sọ. Rằng cái chính phủ cách mạng mới vào họ đã dốc ngón tay họ tắm máu này nọ, thì là chính cái sự hoảng loạn đó là cái dư luận của bộ máy tuyên truyền của tòa thánh Vatican đã rêu rao từ lâu, làm cho những cái người dân mà có cộng tác với Mỹ với là quân đội Mỹ hoảng sợ mà chạy. Thành ra cái số hoảng loạn nó nhiều là như vậy. Tôi có cái ý muốn nói như thế này nè, là thưa anh, tại sao mà Mỹ khi mà nó hy vọng, nó ước lượng là nó để lại một cái số viện trợ như thế đó, và nó hy vọng rằng các anh sẽ tự chiến đấu trong vòng một tháng, mà tự nhiên nó đi ra mới có mấy ngày cái là hoảng loạn chạy bỏ chạy hết, không có tinh thần chiến đấu. Thì anh thấy là Việt Nam Cộng Hòa cũng vậy. Dường như ngày xưa đó anh cầm có nhớ cái con số như thế nào hay không, người ta ước lượng mình có thể mình ở lại mình cầm cự bao nhiêu, cái đó chắc anh biết. Nhưng mà tôi muốn nói là người mà theo Mỹ đó là không có tinh thần chiến đấu, là vì họ không có lý tưởng. Trong lúc đó thì quân đội miền Bắc đó họ bị thằng Tàu á, phản bội. Thằng Tàu đi với đồng minh với vào Mỹ phản đồng bội, thằng Tàu nó không muốn cho mình không muốn cho miền Bắc đánh thắng miền Nam. Thế mà miền Bắc vẫn chiến đấu một mình, không có lay chuyển cái ý chí của người ta. Anh nói đi. Cái đó là bác quan rằng nhất, tại vì năm 1973 ký một hiệp định, thì lúc đó thì Mỹ rút và nó nói là Việt Nam hóa chiến tranh. Bác quan còn nhớ cái vụ đó không? Việt Nam hóa chiến tranh, nghĩa là người Việt chỉ nó rút quân, nó không chịu ấy, mới cho chi tiền thôi, thì Việt Nam có chiến tranh còn 2 năm nữa là em ống đấy. Thì cái đó là bác quan rành rồi, để bác quan nói đi. Đó là Việt Nam hóa chiến tranh cho người Việt, cái gọi là Việt Nam hóa chiến tranh, nó xảy ra vào ngay sau khi mà biến cố Mậu Thân.
Thì lúc bây giờ tôi đang du học ở bên này á, thì có một thiếu tá người Mỹ đến học sử với tôi và hỏi tôi nhiều lắm. Thì họ nói rằng họ sẽ đến dạy cho cái sĩ quan quân Việt Nam Cộng Hòa lo chiến đấu. Thành ra Việt Nam hóa ý là để rút lui đi, người Mỹ rút lui là võ trang cho quân đội miền Nam Việt Nam để chiến đấu, và họ chỉ là đóng tay hỗ trợ thôi. Thì như vậy là sẽ giảm được cái số tổn thất đối với là lính Mỹ. Nhưng mà thực ra thì tất cả những người Việt Nam theo Mỹ là dựa vào cái người Mỹ, chứ không phải là họ có tinh thần chiến đấu, vì họ không có lý tưởng. Những cái người mà bất kỳ những người lính ở quốc gia nào cũng vậy, mà cái chính quyền với quân đội mà do cái thế lực ngoại thù ở ngoại quốc dựng nên đều là vì tiền, chứ với lại vì cái sức mạnh của ngoại quốc thì họ theo. Thế khi mà ngoại quốc rút đi rồi, tức là mất hết cái sức mạnh, lại cũng lại rút đi rồi thì cái chi tiền nó cũng ít đi, do đó họ không còn lý tưởng, họ không chiến đấu nữa. Đúng. Thành ra quân đội ngoại quốc mà rút đi thì họ cũng đào ngũ. Cái hiện tượng này là tôi là người chứng kiến ở miền Bắc vào mấy cái tháng sau mà Điện Biên Phủ, mình lại thắng Điện Biên Phủ vào ngày 7 tháng 5 1954, thì quân đội của trong gọi là quân đội Bảo Đại với lại quân đội Việt Nam ở trong quân đội Liên Hợp Pháp đều bỏ hàng ngũ chạy về với ta cả, vì để thấy rằng là cái lực lượng chính của Pháp nó rút rồi. Thì người Việt Nam mà do cái chính quyền bây giờ là Bảo Đại dựng nên, do Pháp với lại Vatican dựng nên, không có cái dạng giống như là rắn là bắt đầu rồi đó, cho nên là người ta không có tiềm lực và người ta không có ý chí, và ta nói một cách khác là người ta không có lý tưởng. Bởi vì người dân hoặc là những người lính mà không có lý tưởng thì họ chiến đấu rất là eo uột, và người ta chỉ dựa dẫm vào những cái sự gọi như là tiền bạc và sức mạnh của người ngoại bang thôi. Cái điều đó chứng minh là sau khi mà Mỹ rút quân năm 1973, rút ung quân ồ ạt năm 10 ra, thì chỉ có 2 năm sau, nhưng mà mình đỡ cái hơn thằng gấp cả nước tăng thì chỉ có mấy ngày nghe chị Châu nói buồn cười quá. Nhưng thực chất lính Mỹ rút quân rồi 2 năm sau Việt Nam mình mới giải phóng toàn diện. Nói chung là có một thời gian rất là dài, 2 năm nữa mà đó. Thì nói như vậy để mình hiểu rằng thì chơi với anh Mỹ thì rất là nguy hiểm. Nhưng mà từ anh biết không, anh biết không, tôi đọc cái câu này á, mà trong cái thời này mà không biết tờ báo nào nó nói rằng nó để lại như vậy, nó hy vọng, nó nói là những cái người Afghanistan mà rút lui này á, là họ không chịu chiến đấu cho quốc gia của họ. Họ nói cái câu đó. Thì tôi nhớ trước đây mấy năm đó, cái thời ông Bush con đó, ông cũng nói một cái câu như thế đó cho những người Việt Nam Cộng Hòa ở đây này. Ông nói đây là những người họ không chịu chiến đấu cho quốc gia họ. Thành ra tôi thấy đó là một cái cách nhìn, cách nhìn của người Mỹ. Họ nhìn những cái người Việt Nam Cộng Hòa ở đây là như vậy đó. Mà tôi không hiểu họ có biết, có nghe thấy người Mỹ họ nói như thế nào. Chị nghe được, tôi nghe được, anh Quang nghe được, ông Cầm nghe được, họ phải nghe chứ. Họ cũng nghe cả. Họ nghe, họ nghe, nhưng mà không có, nhưng mà không có hiểu, hiểu nhưng mà không có làm mà không có dám làm. Tại vì sao? Tại vì cái thiên kiến của họ đến đây một cái là bị những cái mồi thúc độc của bên mấy ông Việt Tân, ông mồi vào là phải thù hận cố quốc của mình. Cái tội đó, cái tội mà của cái gia đình của Hoàng Cơ Minh, ông đè lên, ông đặt lên cái người Việt kiều giếng đất Mỹ này đó, là cái tội đó đó thưa anh thưa chị và các bạn. Cái tội đó mình kêu là cái tội tổ tông ngay từ những ngày đầu. dạy bắt người Việt Nam, kiểm soát người Việt kiều này phải thù hận Việt Nam, và họ đã làm rất là thành công. Nhưng mà ý tôi muốn nói là cái người Mỹ họ khinh cái người mà đúng, chạy qua bên đây, họ nói những cái câu đó thì mình phải biết được. Chị nói thế này nhá, ông Joe Biden, ông có tháng 7 á, ông nói là quân đội Afghanistan có 400.000 quân, có bao nhiêu vũ khí của Việt Nam, của Hoa Kỳ và Tây phương để lại, trong khi đó Taliban họ cho có 72.000 quân thôi. Đấy, tôi nghĩ là thế này này chị này, cái người cái chính phủ Afghanistan này họ làm như vậy đó chị, tôi rất là mừng. Tại vì trong 2 năm mà Việt Nam Cộng Hòa nó cù nhây cù nhừa đã đây, chết không biết bao là trong người, không có cần thiết mà phải chết như vậy. Cái thằng cha Vũ Hán này á,
nó nói là Mỹ cút thì nó nhào ngay lập tức chứ không có nói on đời gì cả. Nó nói nhiều mà như vậy là sao không, mà tôi rất mừng cho họ. Thành ra bây giờ anh nói như vậy làm cho tôi anh cầm tức nghĩa là cái thằng này á nói một cách khác á, tức nghĩa là từ ngày đệ nhị thế chiến mà các chiến tranh thế giới đó bắt đầu thì thằng Mỹ nó là bị đụng của người Việt Nam một lần, hiểu không? Đó, cái thằng A gấp ra áp để tăng nó dồn, nó rút kinh nghiệm. Mày mà đi thì tao đi theo thôi chứ tao không có để là, bởi vì trong hai năm đó cái sinh mạng của người Việt Nam chết rất là nhiều chị, nó phí phạm cái vui đấy, vui mà không có gì cả. Trong khi đó ông hội Mỹ mà vừa rút đi là xong, mà tao đi theo mày luôn đồ đó, tao đỡ tao dục luôn. Đấy. Nhưng mà anh Peter anh nói như vậy làm cho tôi nghĩ có ý nghĩ hơi vui vui. Ok. À, hồi nãy tôi mới nói là như thế này, hồi nãy tôi mới nói mấy ông Afghanistan này tệ quá, ông Ghani tệ quá, không có chuyển qua cho một ông giống như là Trần Văn Hương hay là Dương Văn Minh để mà ký quà như là đầu hàng bàn giao gì cả chạy tốt quốc. Thì bây giờ anh khen cái người Afghanistan đó là đầu hàng là không có cần gì phải náo loạn gì hết, thì tôi mới nghĩ rằng có lẽ là cái người Afghanistan nó không cần, không có cái hận thù nhiều bằng cái người miền Nam Việt Nam, thành ra không cần phải có cái giai đoạn chuyển qua nhờ ông Dương Văn Minh bàn giao gì cả, thành ra mỗi một người Afghanistan đều là một ông Dương Văn Minh cả. Có phải không? Chị nghe, mình nghe chị nói vậy thì mình nghĩ là tôi nghĩ là cái người Afghanistan họ không có cù nhầy cù nhừa như người Việt Nam mình. Thành ra Việt mỗi Nam một mình, người như vậy là một ông Dương Văn Minh rồi, thành đấy. Ra không cần phải bàn giao, thành ra cái ông tổng thống không biết được cái lòng dân của ông, thành ra ông đi thôi, không cần phải bàn giao gì cả. Tôi có ý kiến về vấn đề người Mỹ đã ước lượng sai về cái khả năng cầm cự của cái toàn quân mà họ đã dựng nên, là họ tính là được một tháng nhưng mà thực ra là 2 ngày. Thế ngày xưa đó thì khi mà ký cái hiệp định Geneva vào ngày 27 tháng Giêng năm 1973 đó, thì Mỹ rút khỏi Việt Nam rồi đó, thì tôi được đọc tài liệu là cái Trung ương Đảng Cộng sản họ họp lại, họ quyết định là giải phóng Việt Nam đó. Sau cái trận đánh Phước Long thì họ dò dẫm xem phản ứng của Mỹ như thế nào, thì họ thấy Mỹ không quan thiệp vào nữa. Okay. Thì họ nghĩ rằng là phải 2 năm họ chiến đấu mới giải phóng vào được Sài Gòn, tức là từ năm 74 đến cuối năm 76. Yeah. Thế nhưng mà sau cái trận đánh Ban Nghệ Thuật mà ông có muốn quân cờ chạy đó, thì họ thấy rằng là cái thời gian lính Việt Nam không có tinh thần chiến đấu bỏ chạy hơn là họ phải đánh. Đấy. Thành ra cái thời gian nó rút ngắn lại. Còn tới ngày 30 tháng 4 tức là tới 18 tháng khi họ dự tính, tôi có đọc tài liệu nó như vậy, thì cái điều đó làm cho cái chính quyền miền Bắc nó không đủ người để mà chuẩn bị tiếp quản cái chính quyền ở miền Nam, thành ra nó có những cái đồ có những cái sư đoàn ta gọi là 30 tháng 4 30 tháng 4 để vào, thì những ông đó cũng rất là nguy hiểm lắm chứ không phải là không. Thành ra nó gây nên cái sự gọi là có nhiều người vì các ông ấy thù ghét các ông ấy sẽ vu cáo cho thế này thế nọ để mà nhất là làm cho CIA Mỹ, nhất là những người như đi học cho tôi bên Mỹ về, họ hỏi tôi là thành viên của CIA Mỹ được đưa sang Mỹ vấn luyện được trở về đúng rồi. Ở Việt Nam, thành ra có những người mà sợ như vậy mà phải chạy sang Mỹ, đó là trường hợp tôi nhớ kỷ niệm mà thời đó là tất nhiên mà khi tôi mới về nhà đã lột sạch quần áo rồi, đã thủ tiêu hết trên mấy bộ đảo lính Mỹ rồi, nhưng mà đi ngang qua dồn mấy anh chàng mà trong xóm ngày xưa khi mà người dân quân đó, mà đeo cái bản đỏ ở đây là đi là xét đi qua đi lại, mình cũng e về, mình sợ chết mẹ trốn tới mẹ, mình không có tội gì cả nhưng mà tiếng mình ngát đó là mấy cái ông nội coi như là dân quân tự vệ mà nó gọi là dân quân từ 30/4 á, nhưng mà sau vài tháng thì mấy ông đó lại coi như là đã bị sa lại hết. Khi mà đủ đúng vậy, lực lượng mà coi như hành pháp của ngoài Bắc chi viện vào thì ta nắm những cái như là ở xã, ở huyện hoặc ở trung ương này kia có sẵn rồi, còn ngày xưa chưa có gì hết, mới giải phóng xong thì chừng khoảng 14, 15, 16 ngày ngày nhau là thấy mấy ông nội đó băng khăn quàng đỏ như này, là băng cái chữ đỏ nghe với tiếng là đi cùng đường cái chân rồi mình theo, mình sợ không sợ nhát nữa. Anh mình nghe anh Cầm nói như vậy thì mình mới hiểu thêm chính là thế này, tại vì đây là cái sự sợ hãi của người trong Nam, nhất là những người đi lính rất là sợ, đừng nói ai tôi rất là sợ, tại vì cái những cái mình
trong những cái tuần lễ cuối cùng của cái tháng 4 năm 1975, ngày tháng cuối cùng là mình nghe không biết bao nhiêu tin tin, nhưng mà có một cái tin mà bao giờ mình cũng nhớ đó, là khi mà bộ đội Việt Cộng vào đó thì những cô con gái đẹp, những cô con gái ở Sài Gòn ai mà sơn móng tay thì là phải rút ngón tay ra. Và cái điều thứ nhì nữa đó là khi mà bộ đội vô đến Sài Gòn đó, là những cô con gái nó sẽ phải lấy thương binh bộ đội. Đấy là hai điều mình nhà đó mình là họ đó. Họ loan tin vu cáo đó. Dạ. Cái sự mãn sai. Em có nói rằng là có những cái người mà 30 tháng 4 đó thì tôi là nạn nhân của cái đó. Và trường tôi á, có cái anh đó cũng hoạt động trong cái ban giám hiệu nhưng mà chỉ là vai trò thôi. Anh đó tôi xin gọi tắt là DM Trí. À, tức là Đặng Minh. À, thì anh ấy bắt đầu chủ yếm tôi rất nhiều rồi, nhưng mà cuối cùng thì anh ấy phao tin rằng tôi là người của CIA được đưa sang Mỹ huấn luyện và trở về. Cái tin đó học trò nó nói lại với tôi sợ quá. Cuối cùng là tôi phải tìm cách tôi đi cho mau. Thì bởi vậy đó, thưa anh với các bạn, quý vị và các bạn là thế này. Đến khi mà tôi thấy cái ông thấy mà người Afghanistan đó mà họ lật đổ, họ nhào lẹ như vậy thì mình cũng mừng cho họ đấy. Tại vì tại vì mình nếu mà cù nhây cù bừa ra chết không biết lợi, không biết lợi gì cả. Rồi sau đó là người Afghan họ giải quyết thế nào là cái chuyện của họ. Họ đã sống với nhau mấy ngàn năm nay rồi. Đây không phải là lần đầu tiên họ có khó khăn với nhau. Thành thử ra cứ để cho họ giải quyết, không người Mỹ không, trời ơi, chuyện nhà người ta mấy ông đừng có vô đó, nó vui vẻ không sao. Tôi thế này, bây giờ mình quay trở lại cái chuyện cuộc chiến tranh đánh nhau ở Afghan 20 năm, bây giờ có ai còn nhớ cái lý do tại sao mà người Mỹ đánh nhau ở Afghan không? Lý do tại sao không ai nhớ cả, tại vì nó thay đổi qua mỗi thời gian, lúc thì nói thế này, cái năm tới nói cái chuyện mà Mỹ mà nó thay đổi đấy cũng dễ hiểu, là bên này nó có 4 năm với lại 2 năm có một kỳ bầu cử. Thế mà dân mà nó phản đối chiến tranh á thì nó đòi hỏi là chính phủ phải thương thuyết với cái chính quyền đối lập, tức là ở Việt Nam gọi là chính phủ Hà Nội đó. Thì nếu mà cái đảng cầm quyền mà lên cầm quyền mà trong cái thời kỳ như ông Kennedy năm 1960-61 đó, thì ông ấy sẽ chuẩn bị cho cái kỳ năm 1960, thì dân Mỹ nó phản đối cái chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo, cho nên ông Kennedy dù là cùng đạo với lại ông Ngô Đình Diệm nhưng mà ông phải nghĩ đến cái quyền lợi của đảng của ông phải làm thế nào mà giúp cho dân Việt Nam giải thoát được cái nạn Ngô Đình Diệm, vì nạn Ngô Đình Diệm bây giờ là đàn áp Phật giáo, là cả thế giới nó lên án. Thành ra ông tìm cách muốn thải ông Diệm, chứ thực ra ông chưa muốn giết, là vì cuối cùng đến ngày 27 tháng năm 1963 ông ấy cử phái đoàn McNamara đến tận Vịnh Gia Long yêu cầu ông Diệm ngưng ngay cái vấn đề bay khai Phật giáo, thả hết các học sinh sinh viên và Phật giáo ra khỏi nhà tù, và phải có trách nhiệm dạy dỗ cho bà Ngô Đình Diệm không được nói bậy nói bạ làm tổn thương đến danh dự người Mỹ. Thì ông Ngô Đình Diệm từ chối, do đó người Mỹ nó đành phải quay đi mà nó ông Diệm. Thành ra cái vấn đề bầu cử nó liên hệ, nó thay đổi chính sách. À, thành ra cái như năm 1974-75 là đảng Cộng Hòa nó cũng sắp sửa có bầu cử, nó muốn tồn tại cho nên nó muốn rút khỏi Việt Nam, thì nó thương thuyết vào cái năm 73 đó để nó lấy cái phiếu để mà rút quân về để được làm dân Mỹ bỏ phiếu, thì cuối cùng thì là nó phải rút quân về. Không biết anh Peter đã mất tiêu rồi hồi nãy á, anh Cầm có nhớ tôi có nhắc lại hai lần hai tổng thống Mỹ mà tỏ ra khinh miệt cái người Việt Nam Cộng Hòa với lại cái lính Afghanistan, là họ than là đây là những cái người họ không chịu chiến đấu cho quốc gia của họ. Thì thật ra mà nói đó, thì họ ở ngoài họ nói cái câu đó và họ bực mình, nhưng mà tôi trách cái người Mỹ ở chỗ là họ không hiểu, họ không học được cái bài học gì của Việt Nam ở chỗ như thế này. Là tại sao cái người Nam Việt Nam không có chịu chiến đấu tiếp tục sau khi Mỹ rút đi? Tại sao cái người Afghanistan không chịu chiến đấu tiếp tục sau khi Mỹ rút đi? Mà đó là cái câu hỏi mà nó phải hiểu, mà cái người mình mới hiểu, còn nó không bao giờ hiểu anh, và nó không bao giờ chịu học. Là tại sao? Là tại vì cái tinh thần dân tộc mà hồi nãy tôi nói, cái người đi theo Mỹ mà chiến tranh với nó đó, là ăn lương nó,
là nó rút đi là mất tinh thần, mặc dù nó để lại một núi vàng cũng mất tinh thần như thường. Anh thấy không, cái thằng Mỹ đó là cha đẻ, bây giờ cái thằng Việt Nam mình cái gì cũng thưa bố, cái gì cũng đi mét bố, chờ bố được quyết định. Bây giờ tự nhiên cái bố chạy đi mất tiêu, bây giờ con sợ quá, bây giờ bố để lại một cái gia tài con cũng sợ luôn. Thành ra đó là cái bài học mà Mỹ không bao giờ hiểu. Chính xác, đó là người Mỹ không hiểu được cái tình tự dân tộc của người Việt mình đó. Và cái đó là thứ hai nữa, chính là ở Afghanistan cũng vậy nữa. Bởi vậy những cái người lính mà theo tôi nghĩ đó nha, những người lính mà không có tinh thần làm việc, họ kiểu là họ lấy tiền thôi, thì thực chất họ không có, mẹ đánh thì chơi bốt cò hai ba cái trên trời cho nó vui, thực chất không có đánh nắm của mẹ chơi, nó thẳng là vậy. Họ chỉ chủ yếu là họ đào mỏ Mỹ thôi. Và anh Mỹ anh Mỹ nản quá, hao tiền tốn quà bạc nhiều quá mà không có làm được con mẹ chân. Chỉ có nhưng mà cái thằng Mỹ đó khi mà nó lập nên một cái chế độ, một cái chính phủ theo nó đó, thì nó đưa ra cái gì? Bởi vì nó không có tinh thần dân tộc, thành ra nó đưa ra cái là tự do. Chúng ta sẽ tranh đấu cho tự do, chúng ta sẽ tranh đấu cho nhân quyền. Ở bên cộng sản nó không có nhân quyền, tranh đấu cho tự do, cộng sản nó không có tự do, chúng ta tranh đấu cho công bình bác ái, bên cộng sản nó không có. Nhưng mà tất cả những cái đó, đó đều là những khẩu hiệu từ miệng của thằng Mỹ, chiêu bài. Cho nên là khi mà cái miệng nó đi về Mỹ rồi đó, thì bên Việt Nam mình không còn cái gì nữa hết. Trong lúc đó đó thì quân đội miền Bắc, những người mà chống ngoại xâm đó, cái chữ chống ngoại xâm đó là cái chính nghĩa của nó ở đó, ngoại xâm cái chỗ đó là chính nghĩa, không cần gì nó phải dạy cho biết là cái thằng Mỹ đó nó xấu hay là nó tốt gì cả. Nghĩa là mày là thằng ngoại xâm, mày đến đây, tao là cái thằng đất nước của tao, tao có bổn phận của mày, tao cặp đất cũng đánh mày, anh thấy không? Đúng rồi, tao không cần biết, nhưng mà tao thấy mày mẹ mắt xanh mũi lỏ là tự nhiên là tao quốc thôi, cái đó vậy thôi. Bởi vì ở trong cái quá trình người Việt mình, theo tôi hiểu thì mình có một cái sự đô hộ của thằng Tây 100 năm, và tất cả những sự tàn ác của thằng Tây nó để lại cho người dân mình một cái dấu ấn rất không thể nào quên. Chẳng là phu đồn điền cao su, rồi tất cả những người nô lệ. Vậy là thời kỳ Pháp thuộc thì người dân Việt Nam mình rất là thù hằn thằng Pháp. Thành ra vì cái chỗ đó, khi mà cách mạng tan ra, cách mạng mà đổi lên đàng hoàng xong rồi thì đã thù những người đó, mà thù luôn Mỹ. Có nghĩa là thằng nào mắc xanh mũi lọ tới đất nước ta là Tân Quốc thôi, nói thẳng là vậy. Chính nghĩa miền Bắc đơn giản lắm. Chính nghĩa miền Bắc cũng như chính nghĩa của Taliban đơn giản lắm, rất là đơn giản. Nó là thằng ngoại xâm, chúng ta phải đuổi nó ra, không cần phải biết là đánh tranh đấu cho hòa bình tự do dân chủ. Không biết điều đó, đúng rồi, không cần. Nó là cái chỗ đó. Bây giờ mình xem như là mình xong cái so sánh những cái rút quân, bây giờ mình bàn sang cái chuyện tương lai. Bây giờ mình rút đi xong chuyển sang cái thiền pha thứ hai. Không cần cúp đi là mình nghỉ. Ok, 45 phút rồi, đã nghỉ được rồi đó. Có cần nghỉ không? Nghỉ là mình làm cái xuyên mình làm cái xuyên lại hả? Thôi làm không luôn. Không phải. Mình làm luôn nhưng mà mình nhắc cái phim này xong rồi mình làm cái liên mới. Anh hiểu không? Có một câu nói chốt cho cái này không thôi. Nói về vấn đề chính nghĩa đó, thì từ ngàn xưa tôi đọc về lịch sử thế giới thì tôi thấy rằng bất kỳ quốc gia nào đó, dân bản địa đều coi cái thế lực ngoại thù mà tràn vào đất nước đóng rồi lại giống như một cái số người bản địa, thì cái người mạnh thù, người bản địa đó đều là kẻ thù của dân tộc. Cái lính ngoại thù đó là quân ngoại xâm, và cái người bản địa đó là dân phản quốc. Thì cái đó là bất kỳ ở nơi nào, bất kỳ thời đại nào, nó cũng có cái lý tưởng là như vậy, cái quan niệm như là như vậy. Có điều là cái thành phần mà cấu kết chặt chẽ với lại liên minh xâm lược Pháp Vatican và liên minh xâm lược Mỹ Vatican thì không biết được cái đó, cho nên nó mới lại xảy ra cái nạn cuộc chiến của chúng ta tới 30 năm trời mới giải được.